Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị, cô, bác, anh chị trong video buổi sáng ngày hôm nay, ngày 31 tháng 5. Cửa hàng em lại tiếp tục làm video. Xin được gửi đến tất cả quý vị, cô, bác, anh chị hai mẫu quạt mang thương hiệu từ Nhật Bản. Đấy, là hai chiếc quạt Nhật bãi. Hàng cũng còn tương đối đẹp. Và em bao nguyên zin hai em này luôn. Em thứ nhất là một chiếc Nationa. Hôm nay là một chiếc quạt lửng sải cánh 30 và túp năng điện bầu nhựa. Và em thứ hai là một chiếc Hitachi mặt vân gỗ, cánh xanh lá, hai đồng hồ. Đấy, nhìn rất đẹp luôn các bác nhé. Và sau đây em xin đi vào chi tiết từng chiếc quạt một. Em xin giới thiệu chiếc quạt Nationa. Đấy, dòng này có sải cánh 30. Đấy, chóp rất đẹp, logo sáng, lồng trước lồng sau đều lồng sơn, sơn tất cả zin nguyên bản. Đấy, dây dợ rất là mềm, đồng màu có bô màu quạt luôn các bác nhé. Đấy, dây mềm mọt luôn, sơn xước tất cả rất đẹp. Cánh cổ em bao lành. Đấy, các bác nhìn thấy chóp cánh sáng loáng luôn này. Cánh nành tít. Phần logo đẹp luôn này. Đấy, sáng bóng. Phần nóc đây cũng rất ok này. Đấy, đây phần núm xoáy đây. Núm xoáy này gọi là la xoáy này. Núm này là lúc thép, lúc nguyên khối. Rất lặng. Em này nặng cũng tầm khoảng 6-7 cân. Rất lặng các bác nhé. Sơn xước tất cả rồi còn zin nguyên bản. Đấy, em này thì có 4 phím 3 chế độ gió, 2 phím tắt bật của túp năng điện. Ngoài ra này thì hai em này không có một cái chức năng nào khác. Đấy, chỉ có mỗi túp năng điện và chế độ gió thôi, không có đồng hồ hẹn giờ. Dòng quạt cổ này, đời này đời cổ, không có đồng hồ hẹn giờ. Đấy, dây rắc cắm rời. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhé. Đấy, sau đây em test luôn chức năng của nó. Em bật số 1 và đồng thời bật túp năng. Đấy, túp năng điện. Đấy, túp năng thì góc chỉnh 90. Em xin phép được chuyển sang chế độ số 3. Gió rất mát và rất êm luôn các bác nhé. Đấy, chế độ số 3 thì gió sẽ quay nhanh hơn và vòng quay nó cũng sẽ nhanh hơn, không như chế độ số 1. Chế độ số 1 là chế độ số gió ngủ, thế là rất là lưu diêu. Dòng này chạy rất êm và đầm bác nhé. Tất cả còn nguyên zin hết. Em đã tra hết rồi, mỡ kiểm tra mọi chức năng hoạt động bình thường. Hình thức còn là tương đối. Sải cánh 30, chiều cao tầm khoảng 85-90cm. Túp năng điện, sơn xước tất cả nguyên zin. Có 1-2-3 vết xước nho nhỏ, không đáng kể. Đấy, này mà bác ngồi để trong phòng khách, phòng ngủ đều ok hết bác nhé. Quạt mát cũng được, mà bác bày cũng được. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đấy, hình thức thì cũng... Nếu mà so với thời gian... sinh năm sinh của chiếc quạt thì chiếc quạt này còn rất ok, sơn xiếc tất cả nguyên bản hết, chóp sáng, cánh nha, chóp cánh sáng, logo đẹp,
sơn xiết nguyên bản rất không đáng kể. Và em này vẫn dùng điện 100V. Đấy, bác nào mà có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng với em thêm 150. Và em xin báo giá chiếc quạt này với giá là 3.300.000. Đấy, bác nào chuyển khoản hết thì em vẫn bao ship. Và các bác có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng thêm 150. Và em nhận ship toàn quốc. Bác nào ở xa ở gần, đấy, nếu bác nào ở gần thì ghé qua cửa hàng sẽ cầm về tận trực tiếp về thì hay nhất. Nếu còn không thì em sẽ ship cốt qua đường bưu điện hoặc là gửi ô tô. Đấy, bằng rất nhiều hình thức sẽ đến được tận tay các bác. 3.300.000 một chiếc quạt Lationa xoáy tút năng điện. Đấy, hình thức thì còn tương đối điện. Đấy, giá cũng rất là ok các bác nhé. Em quay tất cả các góc cạnh cho các bác xem. Các bác nào mà ví dụ soi xét gì thì các bác zoom màn hình cho các bác chụp. Đấy. Các bác có muốn mà cặn kẽ hơn nữa thì bác liên hệ với em theo số Zalo của em là 0969 135 686 để em chụp cặn kẽ và tất cả các góc cạnh nó được chi tiết và cặn kẽ hơn. Và em xin phép được chuyển cho em quạt thứ hai, một là chiếc quạt Hitachi. Em ma này có chiều cao tầm 85-90cm, sải cánh 30, cánh màu xanh lá. Em này thì lồng trước là lồng mạ, lồng rất đẹp các bác nhé. Lồng sau là lồng si. Đấy, bầu nhựa, túp năng cáp. Đấy. Và em này cánh rất đẹp, em bao cổ cánh này. Đấy, và cũng bao hàng chuẩn luôn. Cánh đành tít. Đấy. Logo này rất là sáng này. Cánh này thì cánh màu xanh lá rất đẹp. Đấy. Em đã kiểm tra mọi chức năng, đã tra dầu mỡ và hoạt động rất bình thường. Đấy, lồng đẹp luôn các bác này. Đấy, em quay cận kẽ, quay vào chậm. Em ra này thì bố trí, cách bố trí của nó cũng rất là hài hòa. Em này nó có 5 phím và 4 chế độ gió. Chế độ số S là chế độ số ngủ. Đấy, và 1, 2, 3 là chế độ theo cấp. Đấy, theo gió. Đấy. Phím rất đẹp luôn các bác nhìn nhé. Các bác nhìn trong điện thoại không biết nó có đẹp không, nhưng mà em nhìn ngoài rất đẹp. Và 2 đồng hồ bố trí rất là cân đối, một đồng hồ hẹn giờ 60 phút và một đồng hồ túp năng cáp, góc chỉnh 20, 40, 60, 80 và 100. Đấy. Nút thu dây, nút thu dây thì hoạt động được khoảng tầm gần hết, còn khoảng tầm 20 phân cuối cùng nữa thì nó cũng hơi yếu, thế là nó chỉ được gần đến đoạn cuối thôi. Logo Hitachi này đẹp luôn này. Đây, chế độ số ngủ nha các bác nhé. Đấy. Hình thức chiếc quạt này thì cũng còn rất đẹp. Mà giá cả thì cũng phải chăng. Đấy. Các bác nhìn ở điện thoại thì không biết thế nào, chứ em nhìn ở ngoài thì cũng khá đẹp luôn đấy. Thì sau đây em sẽ test chức năng nó luôn. Em bật số 1 và đồng thời bật túp năng cáp. Bật túp năng cáp góc chỉnh 40 đi. Để xem nào. Êm lắm các bạn. Và em có hai cái y hệt như này bác nhé. Bác nào mà có nhu cầu lên đôi thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0969 135 686. Và em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương. Bác nào mà ở gần thì các bác cứ ghé qua cửa hàng được xem và được test trực tiếp. Thế còn nào bác nào xa thì các bác cứ điện cho em theo số Zalo em vừa thông báo.
và em sẽ chụp hình ảnh chi tiết và quay video gửi cho các bác để lúc các bác xuống tiền và yên tâm một cách tuyệt đối. Đây em test xong số 3 cho nó. Số 3 gió rất mạnh và cũng rất là êm bác nhé. Và em này nó có cả chế độ số ngủ. Đấy. Ví dụ bây giờ bác muốn chuyển. Bác đang ở không, bác mà không thể về S được. Đấy, phải về 1, 2, 3 mới về S được. Chứ còn đang từ không bật một phát là không bật được. Đấy. Tức là vài video trước em cũng đã nhắc các bác cái vấn đề này rồi. Có nhiều bác không hiểu thì các bác vào các bác bật xuống ngủ luôn là không bật được. Thế là bác báo là hỏng. Là phải về 1, 2, 3 mới về được S. Chứ từ không không về được S. Đấy, đồng hồ hai bên các bác nhìn nó bố trí rất là hợp lý này, mà đẹp luôn nhé. Logo viền bọc lốc này, xong trong là điểm nhấn in số rất nét, rất đẹp luôn, chuẩn chỉ. Chế độ số ngủ này rất hợp cho những người già và các bác để trong phòng điều hòa. Những mùa nóng như thế này mà các bác để trong phòng điều hòa, xong các bác bật phe phẩy chế độ số 1 này thì phòng nó sẽ mát đều. Nó không bị lạnh sâu nên là các bác không bị sợ ra ngoài, các bác không bị sốc nhiệt. Chứ mà điều hòa phải trực tiếp vào người rất nguy hiểm. Rất êm bác nhé. Đây các bác, em để sát luôn điện thoại luôn. Chắc các bác không nghe được một tiếng gì luôn. Nếu em để đằng sau. Này. Bật cả số 3 luôn, các bác không nghe được một cái tiếng gì có động. Để đằng trước thì các bác sẽ nghe thấy tiếng gió nó tạt vào cái mic micro của điện thoại, nhưng mà nếu mà để đằng sau thì cho các bác không nghe cái gì. Đấy, để đằng trước. Một chiếc quạt Hitachi cánh màu xanh lá, lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng xi, bầu nhựa tốt năng cấp. Đấy, hai đồng hồ, một đồng hồ hẹn giờ và một đồng hồ tốt năng cấp. 4 phím, 5 phím, 4 chế độ gió và có chế độ số ngủ. Đấy. Và em này thu dây thì còn hoạt động được gần hết nhé bác nhé, không được hết kịch đến hết cắm, nó còn tầm 20 phân cuối là không vào kịch vì cái lò xo nó qua thời gian sử dụng nó tầm mấy chục năm rồi thì cái lò xo nó sẽ bị kém đi. Đấy, em cũng không động chạm đến cái chỗ đấy, chỉ tra dầu mỡ cho nó trơn tru thôi, là vung cái chỗ ra cuộn lại chỗ đấy nó hơi khó. Xo nó cũng yếu, nó cũng hết độ giãn rồi thì là nó chỉ được đến thế thôi, thì mình cứ để nguyên thế vì nó là hàng cũ mà, thì không thể tránh được những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ. Và em này thì cũng có duy nhất một vết điểm xước nhỏ nhỏ là chỗ này thôi. Đấy, một vết xước rất là không đáng kể. Còn về hình thức ngoại xung quanh là rất ok luôn, đầy đủ đồ. Đấy, viền nóc hai bên điểm nhấn rất là sáng các bác này, sáng quắc luôn. Và em xin phép được báo giá công khai, hôm nay em bán với giá là 3.800k, chưa bao gồm phí ship và phí chuyển nguồn. Nếu bác nào có nhu cầu thì bác cộng thêm, còn bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship. Đấy, cái giá rất là ok các bác ạ. Một chiếc quạt Hitachi lồng niếc mới gần như là rất đẹp luôn. Một chiếc quạt mà mấy chục năm sử dụng rồi mà vẫn được như này thì phải nói là nó cũng rất là hãn hữu. Còn bác nào ví dụ muốn spa mà nó đẹp hơn nữa thì chắc nó không có giá đấy đâu ạ. Và ngoài hai cái sản phẩm này ra thì em còn rất nhiều những sản phẩm khác, từ găng sắt đến quạt bàn, từ quạt lửng, quạt nhựa em đều có. Bác nào thích cái sản phẩm nào thì các bác cứ gửi mẫu và gửi trực tiếp qua số Zalo của em. Em sẽ chụp chi tiết chiếc quạt mà các bác cần quan tâm và các bác kiểm tra. Được hợp lý thì các bác chốt, không được thì các bác cũng để giao lưu. Vì chưa cái món này thì phải ai có đam mê, có sở thích. Chứ còn nếu như ai không có đam mê, không có sở thích thì các bác cũng không nên xem làm gì, mà cũng không nên mua làm gì, không thích thì không mua làm gì cả. Mua về nó không phải gu,
Ví dụ như các bác có những bác của người ta ra Điện Máy Xanh, người ta mua chiếc quạt quạt Việt Nam thì nó cũng chỉ có hơn triệu đấy mà lại mới. Thế như bác so sánh như thế thì chắc là các bác không mua được quạt quạt Nhật đâu ạ. Thì ở video buổi sáng ngày hôm nay em xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã theo dõi video. Bác nào xem kênh cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bác ấn nút đăng ký và ấn nút chuông ở phía trái màn hình để mỗi khi em phát video, các bác không bỏ lỡ những cái video và bỏ lỡ những cái cơ hội để bác tìm kiếm những cái sản phẩm mà bác đang săn đón tìm. Đấy. Một lần nữa em xin được cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã theo dõi video. Xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn các bác, cô chú, anh chị vào video sau.